bị 6 camera, camera chính 108MP ICHEL, Galaxy S11 ra mắt năm sau của Samsung sẽ được trang bị chip mới, hỗ trợ tới 6 camera mặt sau và màn hình 120Hz. Trong khi phần lớn các smartphone Android đều sử dụng chip của Qualcomm, thì Samsung là hãng có thêm dòng chip độc quyền Exynos. Chip Exynos thường được trang bị cho dòng Galaxy S và dòng Note, cung cấp cho các thị trường ngoài Mỹ và Trung Quốc. Do hợp đồng giữa Samsung và Qualcomm, mới đây, Samsung tiết lộ về chip mới nhất của hãng. Exynos 990, được sản xuất trên tiến trình 7nm và modem 5G Exynos 5123. Đây rất có thể sẽ là chip được trang bị cho Galaxy S11 và Note 11, với 5123 có khả năng tương thích mạng 5G. Theo The Exynos e 990 giúp chạy tốt các ứng dụng game và đồ họa chuyên sâu. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ tới 6 camera và độ phân giải tối đa 108 MGAPICH cell. Đây cũng chính là độ phân giải của cảm biến ISOCELL Bright HMX được Samsung giới thiệu hồi tháng 8. Ngoài ra, Exynos 990 cũng có thể xử lý tốc độ làm mới màn hình có tần số quét lên tới 120Hz. Vì vậy, các Sam fan có thể hy vọng sẽ sớm thấy màn hình 90Hz mượt mà trên các thiết bị của Samsung trong thời gian tới, giống như OnePlus 7 Pro và Google Pixel 4 vừa ra mắt. Tất nhiên đây mới chỉ là dự đoán của trang Tom's Guide, và trước đó có thông tin khá bất lợi về loạt chip Exynos hồi đầu tháng 10. Tài khoản Twitter Icebreaker tiết lộ việc Samsung đang sa thải các nhân viên thuộc khu vực phát triển CPU ở Austin, nơi sản xuất chip Exynos. Tuy nhiên, việc sa thải không phải toàn bộ các nhân viên và điều này không đồng nghĩa với việc Samsung ngừng sản xuất chip Exynos. Trường hợp xấu nhất, đây có thể là lần cuối cùng người dùng thấy smartphone của Samsung dùng CPU hãng tự sản xuất. Điều này có thể không vui với Samsung nhưng lại là tin tốt cho người dùng, vì theo đánh giá thì chip Snapdragon thường tỏ ra vượt trội hơn so với Exynos của Samsung trong việc xử lý đa tác vụ.